hả? Ok. Còn Ezreal sẵn sàng tấn công thì dùng để đi lane á. Chứ nếu mà xét tổng thể là cái chinh phục dương mạnh hơn nhiều. Sẵn sàng tấn công ông cầm khi mà bên kia cử mấy con mà máu giấy á, mấy con mà trưởng chiêu quá giống như Lulu nè, Kama nè, Lucian nè, Mi nè. Mấy con kia kiểu gì á. Mấy con đó thì cầm sẵn sàng tấn công thì đi lên sẽ mạnh hơn. Còn cái chinh phục mà delay thì giữa game với cuối game gì nó mạnh, đầu game gì nó mạnh đó. Em cầm bạn bòi chắc chắn phải cầm chinh phục rồi đó. Nếu cầm sẵn sàng tấn công thì đầu game mạnh hơn, xíu yếu xìu, xíu không có đam á. Trời. À, bên kia cái gì mà ta gích từ bò đi cấp 1 thì quý lộn mới chứ. Để mấy ông thì tạo content cho tôi sao? Ta gích bò, ta gích cũng được mà ta gích đi rừng. Rồi bò. Gây đam để cho nó không gờ chạy. Gây đam nó được cho gờ chạy, đúng rồi. Nem có em nhớ là kiểu mình mới combat ở đây xong á là khả năng cao ở đây có war, nên mình có biến về mình lùi lại xíu nữa. Cái đó nhiều người hay quên, giống như mình team một đi, mình team một mình mới combat đây xong đúng không, thì lúc mình chết ra sub mình nó phải đi ra đây nó quét hết mắt, tại vì mới combat xong thì đa số mấy thằng kia nó chết là nó sẽ cắm hết mắt lại á. Nhiều ông thì hay bị quên cái đó. Tự nhiên cái máy quý lộn ở dưới xong chạy lên quét mắt, mắt nó ở dưới mình đâu có ở trên đâu, quét ở trên đâu có nó chết rồi. Đi có mắt đèn giống như tự nhiên mình mới quý lộn ở dưới xong rồi sắp mình nó hồi sinh, nó chạy lên top, nó quét mắt top ở con mắt nào đó bị quên hết tập trung. Trời ơi. À cái e lâu dữ vậy trời. Hay. Yeah. Sao? Gauntlet.
làm gì tôi. À, quỷ tà gích nó bút cái gờ ác vậy. Trời ơi, lên xác lực. Nó lên xác lực không để đỡ tưởng lên chị cái thấp huyết chứ. Thấp huyết thì combo tới sáng mai mới chết mình. Lên ba món này. Ủa combo đi luôn. Tăng tăng tăng. Ô trời ơi trời trời Japan. Không tăng cho kia. À, Japan. Japan kia chết chắc cái từ từ phải cứu bộ mình trước chứ. Tao phải giết hết chứ ta. Không phải xì đơ rồi. Ai cầm máy rồi. Xì đơ và lấy giết hết chứ. Tôi tính nghe cái đó lâu lắm rồi mấy ông không biết hả? Nó lâu lắm rồi mà. Em nhấn like subscribe kênh cho đỡ, cảm ơn em nhiều. Đã tay thì ở game này đánh đã tay ghê. Lâu ngày không chơi game đánh đã tay, đánh mấy game gì mới vui chứ.